Sao chị khóc, Dũng thấy chị khóc nãy giờ toàn chảy nước mắt không à? Vì sao chị lại khóc kiểu vậy? Chị tâm sự cho Xuân Dũng và mọi người được biết được không? Ai buồn? Vì sao buồn? Hoàn cảnh khó khăn rồi, lại bệnh nữa, mà không được như ta được nghỉ ngơi. Bệnh không được nghỉ ngơi mà còn giờ còn phải đi kiếm tiền mưu sinh để mà đóng trò, đi bán vé số. Bữa nào vé số còn không dám ngủ, ngủ sợ ngủ quên rồi ấy. Thầy sẽ hỗ trợ cho chị 3 triệu. Và cũng mong là chị thôi, bữa nay nghỉ ngơi đi, đừng có bán vé số nữa, đồng ý không? Nha. Dạ. Có gì thầy sẽ vận động giúp thêm. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Chúng con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cùng người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Hello, xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay ngày 10 tháng 4, 2024, Xuân Dũng đang có mặt tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đúng ra thì Xuân Dũng sẽ ghi hình để hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh ở ngay tại phòng khám. Nhưng vì lý do hiện tại phòng khám đang thi công một số công đoạn lát gạch men, do đó thì nó hơi bị ồn khi mà các thợ đang sử dụng cái máy cắt để cắt cái gạch ra để lót nền nhà quý vị. Vì cái ồn quá cho nên Xuân Dũng phải mời các bệnh nhân đi ra ở phía ngoài để tiện ghi hình, để âm thanh nó tốt hơn. Vâng, hoàn cảnh đối diện với quý vị đây, trên màn hình của quý vị đang xem, đó là một hoàn cảnh mà Xuân Dũng được phòng khám chia sẻ lại. Được biết đây là bệnh nhân đang bị ung thư, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị phải đi bán vé số để kiếm tiền, có thể chị kiếm tiền để có thể ở lại điều trị ở đây, để có tiền đóng trò cũng như các chi phí sinh hoạt cho bản thân cũng như cho người nuôi. Vâng, hoàn cảnh này là ai và cái gia cảnh như thế nào? Xin mời mọi người cùng theo dõi câu chuyện sau đây sẽ rõ. Xuân Dũng, xin chào chị. Dạ. Chị có thể chia sẻ về bản thân mình cho mình thường quân cũng như cho cộng đồng mạng được biết về mình đấy chị ạ. Chị tên là gì, đến từ đâu? Dạ, chào cộng đồng mạng, chào các mạnh thường quân. Con là Trần Thị Ngọc Thu, đến từ ấp 6 xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Dạ. Chị Thu sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, sinh năm 1977. 77? Dạ. Dạ, chị đang mang căn bệnh gì? Dạ, bú ung thư hạch di căn. À, ung thư hạch di căn. Dạ, dạ. À, ung thư hạch mà di căn lên ở đâu? Dạ, tùm lum hết. Tùm lum? Xương rồi vậy, nhức rồi vậy đó. Vậy hả? Dạ. Chị phát hiện ung thư lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Lâu rồi là bao lâu rồi ạ? Dạ, 2 năm rồi.
Trong 2 năm vừa qua thì chị đi thì điều trị ở đâu chị ạ? Dạ có đi bệnh viện, nhưng mà bệnh viện nói mổ mà chuẩn bị 500 triệu rồi khả năng không có. Rồi mới đi về, rồi ai chỉ uống thuốc nam ở đâu thì uống ở đó, ai chỉ gì thì làm đó vậy đó. Dạ. Còn đó là về bệnh tật, thế còn về gia cảnh của chị thì cuộc sống của chị trước khi mà về đến với các thầy tại phòng khám để xin điều trị ở đây thì cuộc sống chị như thế nào? Dạ trước kia thì hoàn cảnh thì cũng có ăn, rồi sau này thì khó khăn lắm, tại vì cứ thuốc men rồi không có thời gian để đi làm. Dạ. Cho nên khó khăn lắm. Dạ. Rồi đi xuống đây thì anh chị em người cho vài trăm vậy á, rồi đi xuống. Ừ. Rồi đóng tiền phòng trọ mà cũng không đủ. Ừ. Hiện tại bây giờ chị đang thuê trọ một tháng bao nhiêu tiền? Dạ một tháng 1,8 triệu. Dạ. Mà tháng này dì Năm cho 300, rồi còn 1,5 triệu thì đóng 10 ngày đóng lần 500. Về cuộc sống gia đình chị Thu thì như thế nào, chồng con ra làm sao? Dạ thì chồng thì có, mà giờ còn đứa con nhỏ 5 tuổi đi học, rồi chồng ở nhà phải đi làm đang nuôi đứa con nhỏ. À. Người em mượn em xuống đây nuôi. Mượn người em hả? Dạ. Dù nghe các thầy có chia sẻ rằng tại bây giờ chị đang về đây vì có quá khó khăn cho nên chị có đi bán vé số. Dạ. Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ vé số? Dạ có khi 50, 60, 70, tại vì mượn ta lấy giùm có nhiêu bán nhiêu. Dạ hả? Dạ. Rồi bán có hết không? Dạ có bữa thì hết sớm thì đỡ, còn có bữa hết trễ thì phải trưa phải đi bán thêm. Dạ. Như hôm nay là bán hết chưa? Dạ mới bán hết xong. Ồ vậy hả? Dạ. Cũng hơn quá hả? Dạ, thằng em nó chạy nó đi kiếm về. Nói thầy Tiến điện thì nó chạy nó đi kiếm thì nó vừa kiếm về tới ngay đó luôn. À tưởng chưa hết thì để thầy mua cho. Dạ hết rồi. À. Dạ. Là chị bán được bao lâu rồi? Dạ bán được một tháng rồi. Một tháng rồi. Dạ. Xuống đây tháng 10 ngày. À xuống đây tháng 10 ngày. Dạ. Thì về đây được 10 ngày rồi mới bán xong. Dạ. À. Thì khi mà chị bán thì một ngày được 50-60 tờ như vậy thì khoảng được 50-60 ngàn một ngày. Dạ. À, vậy thì cũng chưa có thể nào đủ tiền đóng trọ. Dạ đủ. Tại vì 10 ngày đóng 500. Ừ. 10 ngày á? 10 ngày đóng 500? Dạ. À, tức là vì là mình chỉ đủ đóng nhà trọ thôi. Dạ. Còn cái kinh phí thêm, ăn uống thêm là không đủ. Ăn uống thì của thằng em thì mỗi lần tới tầng thằng em nó chạy đi về nhà nó. Thì ở nhà ba hay là mấy đứa em thì cho thêm xuống nặng đi ăn uống thêm ngoài. À. Hoặc là mua đồ về nhà nấu. Uh-huh. Dạ. Thế thì trong vòng một tháng vừa qua chị điều trị ở đây chị thấy bệnh tật của mình có thuyên giảm chút nào không? Dạ có. Người cái bú thì nó cũng rút lại, nó teo lại bớt. À, bú ngay cổ đó hả? Dạ bú đây. À. Dạ. Ồ, hôm bữa nó to lắm à? Dạ bữa to mà nó đỏ. Ừ. Rồi giờ thì nó teo, nó đen lại. À. Có tiến triển, rồi chiều thầy Tiến có cho công thức làm thêm bó ở đêm nữa, đêm từ đêm bó tới sáng luôn, ít có ngủ được lắm. À. Tại vì bó đó lớp nào nó nóng, lớp nào nó ngứa. À. Bó như vậy vừa nóng vừa ngứa. Ừ. Và trong một tháng vừa qua chị điều trị như vậy, có tiến triển như vậy, nhưng mà chị có thể có cái gì để mà nó trở ngại trong cái quá trình điều trị của mình không? Dạ cố gắng hết. Cố gắng hết mình. Dạ. Chứ không có gì khó khăn. Dạ. À, không có gì khó khăn trở ngại hết ha. Dạ. Uh-huh. Ừ. Sao chị khóc, Dũng thấy chị khóc nãy giờ toàn chảy nước mắt không à? Vì sao chị lại khóc dữ vậy? Chị tâm sự cho Xuân Dũng và mọi người được biết được không? Ai buồn. Vì sao buồn? Hoàn cảnh khó khăn rồi lại bệnh nữa mà không được như người ta được nghỉ ngơi, bệnh không được nghỉ ngơi mà còn giờ còn phải đi kiếm tiền mưu sinh để mà đóng trò đi bán vé số. Bữa nào vé số còn không dám ngủ, ngủ sợ ngủ quên rồi ấy. Đáng lẽ như những người khác cái chế độ điều trị ở đây họ phải cần ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi hợp lý,
thì nó và cái phải có cái tâm lý nó lúc nào nó cũng phải ổn định, lúc đó nó mới nhanh chóng đẩy lùi bệnh tật. À, thế mà chị cuộc sống khó khăn cho nên là nghỉ trưa cũng được nghỉ trưa, sợ bán vé số để giờ còn phải giữa mưa giữa trưa nắng thế này phải đi bán từng tờ vé số để có thêm tiền nữa. Mấy chị ở phòng khám biết á, mấy chị nói coi chừng mấy thầy la, chứ em mới nói con lén không để mấy thầy biết. Không để mấy thầy biết sao mà giờ mấy thầy vẫn biết đó. Chắc mấy chị nói ha, mấy người Nhưng ta mà mấy đi. thầy có la không? Dạ thầy chưa la. Chưa Dạ. la. Thực ra mà nói, nếu như vì cái hoàn cảnh thế này đó, nếu như mình không đi kiếm tiền thì rõ ràng mình không có cơ hội để tiếp tục điều trị ở đây. Mình có tiền thì mình có tiếp tục điều trị ở đây, đúng Dạ không không? có tiền Thì mấy thầy chắc là cũng thông cảm thôi. Mấy thầy cũng thông cảm. Và chính lý do đó cho nên hôm nay á, chị là trường hợp đặc biệt. Với những cái hoàn cảnh khác thì họ cần phải làm đơn gửi cho Xuân Dũng, rồi Xuân Dũng xem xét rồi mời lên ghi hình. Nhưng mà với trường hợp của chị thì sau khi nghe nói như vậy là Xuân Dũng muốn gặp chị liền. Mục đích của Xuân Dũng là tìm hiểu vì sao chị phải đến cái đồ là phải đi bán vé số như vậy, vừa bệnh nhân nặng di căn tùm lum mà cần phải đi bán vé số, rồi vì sao là phải như thế, tìm hiểu đó. Và Dũng cũng muốn là tìm hiểu xong rồi mà được thì Dũng sẽ hỗ trợ kịp thời cho chị để cho chị an tâm chút nào đó. Thì vì sao mà trước đây chị vào đây là 1 tháng 10 ngày rồi, vẫn biết là Xuân Dũng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tại sao chị làm đơn gửi cho Xuân Dũng? Dạ có làm đơn nhưng mà lại về nhà là cái anh ở ấp á, anh kẹt cái gì đó, anh không có ở nhà, anh đi đâu á mà người ta nói là anh bệnh, đi bệnh viện. Rồi kêu đứa con á là đi vô đó thì mới gửi xuống ngày hôm qua thôi. Tức là mới gửi đơn xác nhận là hoàn cảnh khó khăn hả? Rồi đâu rồi? Ở đây. Đâu rồi, đâu đâu đâu, trời ơi. Rồi, đây xin chúng ta. Đây, tờ đơn đi cả nhà. Rồi. Vậy mà nãy giờ Xuân Dũng cứ tưởng rằng là chị chưa có đơn. Nè, Xuân Dũng xin được phép xin được phép đọc cái đơn này. Xuân Dũng xin phép đọc cái đơn này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin xác nhận, kính gửi trưởng ấp 6, Ủy ban nhân dân xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tôi tên là Trần Thị Ngọc Thu, sinh năm 1977, hiện cư ngụ tại ấp 6, Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh. Nay tôi luôn làm đơn này kính đến lãnh đạo các cấp sự việc sau. Nguyên là tôi bị bệnh khối u ở cổ, bị di căn, gia đình kinh tế khó khăn, không tiền đến bệnh viện chữa trị, nên tôi có đến phòng khám yêu thương cho không cha Pét Tường chữa trị. Nay không có tiền đóng trọ và tiền người nuôi ăn uống hàng ngày. Cuối cùng mong lãnh đạo các cấp xem xét và xác nhận cho gia đình tôi, đồng thời xin phòng khám yêu thương cho không giúp đỡ tôi. Tôi xin nhận nơi đây lòng thành và biết ơn người kính đơn Trần Thị Ngọc Thu và xác nhận của trưởng ấp cũng như Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ông Nguyễn Thanh Tân đã xác nhận hộ Trần Thị Ngọc Thu sinh năm 1977 ngụ ấp 4 xã Bầu Đồn huyện Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh hiện đang có hoàn cảnh khó khăn là đúng. Xác nhận vào ngày 6 tháng 4 2024. Rồi. Đúng ra thì chị phải có một cái đơn gửi cho Xuân Dũng nữa nhé. Đây là mới cái giấy này là giấy xác nhận của địa phương thôi. Còn cần phải có một cái giấy xin hỗ trợ từ từ Xuân Dũng nữa nhé. Thôi được rồi, Xuân Dũng sẽ giải quyết kịp thời cái này trước, còn cái đơn thì chị viết một cái đơn kèm theo căn cước công dân gửi cho Xuân Dũng đến phòng đưa cho thầy nhé. Cái đó là có mẫu gì không? Có mẫu ngay phòng thầy á, ngay phòng thầy ngoài ngay ngay cửa phòng thầy là có 2 cái mẫu hai bên, mình chụp hình ở đó, chụp hình mà mình viết theo mẫu ở đó, ký vào đó nộp cho thầy.
kèm theo căn cước công dân nữa. Dạ. Photo căn cước công dân photo kẹp vào đó nha. Dạ. Rồi. Còn bây giờ thì thầy hỗ trợ trước. Bây giờ thầy hỗ trợ cho 2 tháng tiền nhà. 2 tháng, bây giờ là 1 tháng là đóng 3 triệu, à 1 3 1 triệu rưỡi. Nhá. Dạ. Thì chị không phải lo 10 ngày đóng cho trò cho 500 ngàn một phòng trò một lần nữa, không phải lo. Không phải giữa mưa giữa nắng. Ở đây thì mùa này là mùa nắng, nắng rất là nắng luôn. Chị không phải lo lắng để mà đi bán vé số, phải lo để mà kiếm tiền đóng phòng trò nữa nhá. Thầy sẽ hỗ trợ cho chị 3 triệu. Và cũng mong là chị thôi bữa nay nghỉ ngơi đi, đừng có bán vé số nữa, đồng ý không? Dạ. Có gì thầy sẽ vận động giúp thêm. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. À, 3 triệu là được 2 tháng nhà trò nữa rồi. Dạ. Chắc chắn là chị còn phải điều trị đây, phải nhất chừng phải 2 tháng nữa. Đúng dạ. không? Đó. Thì nghỉ ngơi để mình có cái sức khỏe để chống chọi lại bệnh tật nha. Dạ. À. Nhất trí nhờ về nha. Dạ. Chứ thầy đã nói như vậy rồi, đã hỗ trợ rồi mà còn đi bán vé số nữa, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và cho cái mình nó không được đảm bảo, cái bệnh tật nó không được đẩy lùi nhanh chóng hơn nhá. Dạ. Rồi. Rồi đây. Thì gửi gì nè, ngồi xuống chị cứ ngồi đó đi, không cần đứng đâu. Rồi. 1 triệu nhé. Dạ. 2 triệu nè. Rồi 3 triệu. Dạ, cảm ơn. Xin dạ. Đây là số tiền mà 3 triệu này, đây là tiền của hai mình thường quân. Dạ. Gửi tiền trước cho Xuân Dũng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Và Xuân Dũng xin chân thành cảm ơn đến anh Hén ở Cà Mau hỗ trợ cho chị Thu 2 triệu. Và cảm ơn đến chị Huyền ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng. Tổng số tiền ngày hôm nay là 10 tây tháng 4, 2024 là 3 triệu đồng chị Huyền nhé. Và Xuân Dũng cũng tha thiết kêu gọi mình thường quân xin hãy giúp đỡ cho chị Thu thêm một ít, để chị yên tâm hơn trong quá trình điều trị và không phải đi bán vé số kiếm tiền mà trang trải cuộc sống hàng ngày khi điều trị ở đây nữa quý vị. Dạ, chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chị Thu có đôi lời gì với anh Hén và chị Huyền không ạ? Dạ, em cũng cảm ơn anh Hén đã giúp đỡ cho em trong lúc khó khăn. Em cũng xin cảm ơn chị Huyền đã giúp đỡ cho em. Dạ, dạ em xin thành thật cảm ơn. Dạ, rồi. Chúc chị nhiều sức khỏe để cùng với các thầy chống chọi là cái căn bệnh corona, căn bệnh mà khó chữa này, căn bệnh nan y này nhá. Dạ. Dạ, cố gắng lên nhá. Dạ. Con cũng xin cảm ơn chú Xuân Dũng với cảm ơn mấy thầy đã giúp đỡ cho con. Ừ. Dạ. 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 Rồi, thôi được rồi, chị về nghỉ ngơi đi nhá. Để dạ. Xuân Dũng mời người khác đến ghi tiếp rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Tròn một niềm tin.